Hello tất cả anh em. Ngày hôm nay Tây Bai vừa nhập về một ít sản phẩm dòng Ceramic Speed. Thì nó có hai phiên bản là màu đen và màu đỏ. Thì hôm nay chúng tôi sẽ review về cái sản phẩm này. Thì ngay từ đầu video thì các bạn thấy nhá, mình để quay luôn cái bánh xe đề nhá. Thì sau khi hết video mình xem đã cái bánh xe đề đã tắt chưa nhá. Thì dòng sản phẩm này thì về cái phần đầu tiên là anh chị quay gần cho em cái phần vỏ của nó thì làm hoàn toàn bằng carbon. Đấy, nhìn cái vân carbon rất là rõ này. Đấy. Và vòng bi của nó đây là vòng bi ceramic. Vòng bi ceramic thì có một cái ưu điểm là nó rất là trớn và cái độ ma sát của nó là gần như là không. Đấy. Quay rất lâu. Đấy. Em thấy có hai phiên bản, một màu đen và màu đỏ để cho anh em có thể dễ lựa chọn về cái màu sắc. Xong Ceramic Speed cũng là một hãng rất là tên tuổi. Cái vòng quay của nó thật sự rất là trơn và có thể quay rõ vào đây này, anh em có thể nghe này, không có một tiếng động nào luôn. Cái này dùng cho đời từ Ultegra 8000 trở lên. Dòng sản phẩm này dùng cho đời Ultegra R8000 trở lên nhá. R8000, 8020, 90, 9001. Khi mà anh em lắp con này lên xe thì đúng là trông sẽ rất là đẳng cấp. Ok, cảm ơn anh em.